Người ta tìm đến phẫu thuật thẩm mỹ vì rất nhiều lý do khác nhau, nhưng mà để trở thành người ngoài hành tinh thì dường như là một lý do hy hữu đến khó tin. Một người đàn ông ở Brazil đã gắn ngà vào răng của mình để sở hữu một ngoại hình vô cùng độc đáo, và anh cũng khẳng định rằng mình đang trên con đường tìm kiếm lại chính bản thân. Chán làm người thường, thanh niên trồng răng nanh lợn lòi cho khác biệt. Bản thân là một nghệ sĩ xăm mình, anh Og, 41 tuổi, đến từ thị trấn nhỏ Iguatemi ở biên giới Paraguay và Brazil, đã xăm hình đầu tiên vào năm 15 tuổi và bắt đầu phẫu thuật cơ thể khi anh 35 tuổi. Nói về ngoại hình của mình, Og cho biết, tôi đang cố gắng trở thành chính mình, đây chỉ là những ý tưởng và nguồn cảm hứng xuất phát từ trái tim. Không chỉ gắn riêng chiếc ngà, Og cũng có hình xăm nhãn cầu, trẻ lưỡi và tự hào có 8 chiếc khuyên được đặt dưới da. Do vậy, người đàn ông 41 tuổi cũng nhận được rất nhiều bình luận về ngoại hình kỳ quặc của mình, nhưng phần lớn trong số đó là tích cực. Được biết, sau khi hoàn thành tâm nguyện của mình, anh cũng nhận được rất nhiều ý kiến trái chiều từ người thân. Mẹ tôi không thích việc này, bố tôi chấp nhận nó và bạn bè của tôi thấy điều đó thật kỳ lạ. Nhưng dù sao thì đối với Og, việc được sống là chính mình vẫn là quan trọng hơn tất thảy. Anh khuyên những người khác hãy sống hết mình, hạnh phúc, đi du lịch, yêu thương và làm bất cứ điều gì họ muốn. Og nói thêm, vì cuộc sống trôi qua nhanh và cái chết là chắc chắn. Một người đàn ông ở Pháp bỗng dưng nổi tiếng trên mạng xã hội vì từ chối vẻ đẹp tự nhiên khiến cho chị em rụng trứng và đi phẫu thuật thẩm mỹ để cho giống người ngoài hành tinh. Đang đẹp trai thì lại đi cắt mũi, xẻ lưỡi cho giống người ngoài hành tinh. Anthony Lofredo, 32 tuổi, người Pháp, đã thực hiện rất nhiều cuộc phẫu thuật cắt bỏ mũi và tách lưỡi để trông giống người ngoài hành tinh, cho biết anh mới chỉ thành công 16% với dự án người ngoài hành tinh đen của mình. Để trông giống người ngoài hành tinh hơn, Anthony còn cấy ghép da vào khuôn mặt, khiến da có kết cấu sần sùi hơn. Hiện tại anh đang có những vết sẹo kiểu bò sát ở trên trán và những đường hằn trên gò má. Ngoài việc không có mũi và lưỡi bị chẻ đôi, Lofredo cũng xăm toàn bộ da và tròng trắng của mắt, đeo khuyên khắp mặt, bao gồm cả cằm và đã cấy ghép xương cụp vào trong da đầu. Qua một số hình ảnh chúng ta có thể thấy Lofredo cũng đã cắt bỏ tai luôn. Lofredo tâm sự từ nhỏ đã rất thích tìm hiểu về những thứ liên quan tới đột biến và sự biến đổi của cơ thể con người. Mặc dù có một công việc ổn định, nhưng anh chàng cho rằng làm người bình thường khá là nhàm chán. Năm 24 tuổi, Lofredo đã từ bỏ tất cả và bay tới Australia để tìm cách biến ước mơ thành người ngoài hành tinh của mình thành hiện thực. Sau đó, Lofredo tới Barcelona, Tây Ban Nha để nhờ chuyên gia phẫu thuật Oscar Marquez cắt bỏ hai cánh mũi và đầu mũi vì Pháp nghiêm cấm loại phẫu thuật này. Mặc dù có vẻ ngoài bảnh bao trước khi phẫu thuật, nhưng Anthony không hối hận về sự biến đổi của mình. Vào năm 2017, anh nói với tờ Midi Libre của Pháp, từ khi còn rất trẻ, tôi đã đam mê với những đột biến và biến đổi của cơ thể con người. Tôi thích khi tôi là một bảo vệ, tôi nhận ra mình đang không sống cuộc đời của mình theo cách mình muốn. Tôi ngừng mọi thứ ở tuổi 24 và chuyển đến Australia. Việc liên tục nghĩ đến những kế hoạch cho các tháng tiếp theo đã trở thành bình thường, thậm chí là vô thức. Anh còn nói thêm, tôi thích nhập vai vào một nhân vật đáng sợ. Tôi thường định cư ở nơi nào đó và đóng một vai, đặc biệt là vào ban đêm trên những con phố tối tăm. Tôi khám phá sự tương phản giữa những vai mình đóng và bản thân mình. Cô gái trẻ suýt bị mù vĩnh viễn khi xăm cả nhãn cầu. Amber Luke, 24 tuổi, sống ở thành phố Central Coast, tiểu bang New South Wales, Úc, đã dành hơn 26.000 đô la Mỹ, hơn 600 triệu đô la Mỹ cho việc thay đổi ngoại hình của mình. Từ việc nâng ngực, tiêm filler vào má, môi, đến xỏ khuyên, xăm mình. Được biết, cô gái có tới hơn 200 hình xăm ở trên khắp cơ thể. Và tất cả những điều đó không thể gây chú ý bằng việc cô gái rồng trắng mắt xanh này đã thực hiện việc tiêm mực vào chính nhãn cầu của mình để cho nó đổi màu. Amber trả lời phỏng vấn rằng, điều tôi nhớ rõ nhất là khi mực chảy vào trong nhãn cầu của mình, cảm giác như thợ xăm hình đang cầm những mảnh kính vỡ cọ sát vào mắt của tôi. Cô cho biết, người thợ xăm đã lỡ tay đi sâu quá vào nhãn cầu, vì thế mà cô gái đã gần như không thấy gì trong suốt 3 tuần sau đó. Nếu quá trình này được làm chính xác và tỉ mỉ, thì đã không có chuyện gì đáng lo xảy ra. Thật không may là điều tệ nhất lại đến với Amber. Amber từng lên kế hoạch tháng 3 năm 2020 thì cô sẽ phủ kín cơ thể bằng các hình xăm, nhưng có vẻ sự việc này đã khiến cô thay đổi kế hoạch. Cô nói, tôi không muốn làm thêm cái gì trên cơ thể mình nữa, đủ rồi, sẽ không còn tách lưỡi, không còn xăm nhãn cầu thêm một lần nào nữa. Bà mẹ Vicky của Amber bảo rằng bà đã thực sự khóc hết nước mắt khi con gái bà xăm mắt mình thành màu xanh. Tôi đã khóc rất nhiều, tôi hỏi con bé rằng tại sao con lại làm thế, có biết điều này là rất nguy hiểm không? Bọn trẻ thường làm theo những thứ mà chúng muốn, bỏ ngoài tai lời của cha mẹ nói. Tôi đã sinh ra con bé và cố gắng cho nó một cuộc sống tốt nhất, yêu thương, chiều chuộng nó hết mực.
con bé luôn cho rằng nó không hề xinh đẹp, nhưng đối với tôi nó là cô gái xinh đẹp nhất. Bà Vicky nói thêm. Trong cuộc phỏng vấn trước đó với Daily Mail Australia, Amber đã tiết lộ rằng cô có thể bị mù vĩnh viễn nếu thực hiện xăm nhãn cầu. Quá trình chỉ diễn ra trong 40 phút, nhưng quãng thời gian ấy không khác gì địa ngục, nó cực kỳ đau đớn. Mắt tôi luôn phải mở trong lúc mũi tiêm được đưa vào đó, mỗi bên mắt phải chịu đựng 4 lần như thế, và kết quả là nó khiến tôi không thể nhìn thấy gì trong khoảng 3 tuần. Amber chia sẻ, đầu năm nay, Amber đã gây ngạc nhiên lớn với hơn 137.000 người theo dõi Instagram cá nhân khi cô đăng tấm hình thuở còn học trung học của mình. Cô nói, tôi thật sự ghét bộ dạng của mình lúc đó. Tôi đã thay đổi bản thân rất nhiều để đạt được như ngày hôm nay, để trở nên cuốn hút và xinh đẹp như bây giờ. Được biết, sau khi tổ chức sinh nhật lần thứ 16, cô nàng bắt đầu nghiện xăm mình. Cô nàng đã tìm ra xăm mình là cách tốt nhất để cô có thể bỏ đi những cảm xúc tiêu cực. Cô nàng cũng cho biết rằng mình không hề hối hận với quá trình 10 năm thay đổi ngoại hình. Cô nói, tôi không quan tâm mình sẽ trông như thế nào khi về già. Tôi biết chắc rằng chẳng ai có thể xinh đẹp được nữa khi đến tuổi 70. Đến lúc lìa đời thì những hình xăm vẫn là thứ duy nhất tôi có thể mang theo xuống mồ. Từ khi xuất hiện với diện mạo mới, Amber nói rằng cô gặp được nhiều phản ứng lẫn lộn. Tôi nhận được nhiều sự ủng hộ và lời khen từ những người lạ. Tuy nhiên sẽ vẫn có một số thành phần cố làm cho bạn cảm thấy khó chịu. Nhưng tôi thì không hề quan tâm. Tôi chả làm hại ai cả. Tôi chỉ làm những điều tôi thích và nó khiến tôi cảm thấy vui vẻ mỗi ngày. Vì thế mà tôi chẳng cần quan tâm đến những lời khó nghe ấy. Chi tiền tấn để phẫu thuật cho giống người ngoài hành tinh. Vinio, một nghệ sĩ trang điểm ở Los Angeles, Mỹ, đã bỏ ra hơn 50.000 đô la Mỹ, khoảng 1,1 tỷ đồng, cho 110 ca phẫu thuật thẩm mỹ khác nhau, không để giống một minh tinh nào, mà là để cho giống người ngoài hành tinh vô giới tính. Vinny bắt đầu các ca phẫu thuật từ tuổi 17. Anh bắt đầu bơm môi, làm mũi, má và cả bơm vùng lông mày. Thế nhưng ca phẫu thuật tốn kém nhất anh vẫn để sau cùng. Vinny dự định sẽ chi ra 116.000 đô la Mỹ để chỉnh lại trán và cắt bỏ bộ phận sinh dục, núm ngực và rốn. Hình ảnh mà tôi muốn hướng tới là một người ngoài hành tinh. Tôi muốn được giống như loài lai vậy, chứ không phải là đàn ông hay đàn bà. Vinny cho biết, tôi muốn được trở nên phi giới tính kể từ năm 17 tuổi. Tôi đã đi gặp rất nhiều bác sĩ nhưng không gặp may mắn nào. Tôi không muốn mọi người nghĩ rằng tôi muốn đổi giới tính thành phụ nữ. Tôi có thể sống mà không cần bộ phận sinh dục. Vinny tự giới thiệu mình là người ngoài hành tinh và tự ám ảnh với bản thân. Anh thường đeo kính áp tròng để che đi lòng trắng trong mắt, để móng tay dài và nhuộm tóc thành những màu lạ. Gần đây anh còn cạo hết lông mày đi vì tin rằng mình sẽ càng trông giống người sao hỏa. Vinny kể anh luôn cảm thấy mình lạc lõng giữa cuộc đời. Bằng cách tự biến đổi bản thân, anh muốn thể hiện niềm tin rằng con người không nên bị dán nhãn phân biệt hay đánh giá qua những thứ nhỏ hẹp. Tôi muốn đánh thức mọi người để thấy rằng vai trò giới tính không quan trọng và cho mọi người thấy rằng chúng ta cần trở thành những con người tốt hơn và đối xử với nhau tốt hơn. Anh cho biết. Maxilla Iglesias, giám đốc sản xuất chương trình cho rằng Vinny tựa như một cửa sổ mở ra một góc nhìn về tương lai sắp tới. Vinny là một người ngoài hành tinh, một thế hệ mới của những con người mới, những người muốn trông khác biệt. Trong 15 năm tới, hàng trăm người sẽ muốn được giống như anh ấy. Chúng ta đang sống trong thời kỳ mà có người muốn mình giống thằn lằn, muốn gắn sừng vào đầu và muốn xăm hình khắp mặt như nhân vật trong phim Suicide Squad, biệt đội cảm tử. Họ đều đang làm việc, Marcella cho biết. Và Vinny nói thêm rằng anh không tự cho mình là đàn ông hay là đàn bà, và hành trình biến mình thành người ngoài hành tinh như thế này chính là phản ánh tình cảm bên trong của anh. Các bạn đang xem video trên VGT và đừng quên nhấn nút like, share cũng như đăng ký để nhận thêm nhiều video mới nhé.